màn hình này ra hẳn ngoài đi, đúng không? Đây, vào ứng dụng này. Bình thường vào ứng dụng nó phải ra cái này trước chứ, đúng không? Này, tắt đi này. Đấy, bây giờ mình ấn vào đây này, đúng không? Đây, ấn vào đây đi, ấn vào đây. Đấy, thì nó ra cái giao diện này, đúng không? Thì được cái phần layer này, giống như lúc nãy, đúng không? Các anh có thể chọn cái này, đúng không? Thế ở đây này, nó cho thêm file này, đúng không? Import này. Thì bây giờ nhé, mình sẽ là gì ạ? Mình sẽ import thêm cái file vào đây, đúng không? Đấy, mình kích vào import này. Thì có phải mình vừa lập một cái folder đặt tên là bản đồ trang không? Này, đây này, confirm này. Đấy, nó phải báo thành công như này mới được nhá. Successful là được, báo fail là không được đâu. Đây. Đấy, nhìn đây là xem nhanh thôi. Còn đấy, bây giờ mình quay lại này. Đây này, cái nào không dùng thì tắt nó đi nhá. Còn cái này mình dùng này, bật nó lên. Đấy, mở ra xem có thấy nó ở đây không. Thấy nó ở đây thì ok, mà không thấy nó ở đây là coi như là hỏng rồi đấy. Đây, không phải, đây này. Chữ này đâu phải vị trí mình đâu. Đây vị trí mình đây mà. Đây này, đây gì? Dạ, đúng không? Đây điện gì nữa, đây đừng màu đen này này. Đấy, thì thôi, đây là đang dẫn nhanh thôi. Để cho các anh nghe. Được, đúng, đúng, anh nói đúng. Vâng. Thì còn đấy, cái này là màu luôn. Thì mình có thể là để hai kiểu, em thì em lại hay để màu đen. Vì sao? Vì cái này ấy, khi mà em thiết lập ấy, em sẽ phải để ý cái đường đúng mức nó là bao nhiêu. Thì nếu anh trồng lên cái này này mà anh để cái màu vàng ấy, nó không nhìn lắm. Đấy, tất nhiên màu vàng được, khớp với vệ tinh thôi. Đấy, thì bây giờ ví dụ như là mình thiết lập các cái vùng bay, ví dụ như là cái lô này là mình biết nó là cái gì rồi, đúng không? À đấy. Thế thì bây giờ lại nói thêm về cái chỗ này một tí nhá.